mọi người, chào mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Đây sẽ là một cái video khá là ngẫu hứng, mình sẽ chia sẻ với mọi người những cái sản phẩm mà mình thích gần đây. Đối với bản thân mình ấy, phụ kiện là một cái gì đấy rất quan trọng, nó càng chi tiết, nó càng nhỏ thì nó càng thể hiện được cái sự chỉn chu, kỹ lưỡng của bản thân ấy. Thì mình sẽ chia sẻ với mọi người những cái sản phẩm phụ kiện mà mùa đông không thể thiếu đối với mình nhá. Tất nhiên là trong video này sẽ không thể nào mà liệt kê hết được tất cả những cái sản phẩm phụ kiện mà mình thích. Tuy nhiên là đây sẽ là những cái sản phẩm mà mình nghĩ là mọi người nên có để cái bộ outfit của mọi người trở nên đẹp hơn, kiểu nó high fashion hơn, chất hơn. Ok, chúng ta cùng bắt đầu nha. Thì sẽ bắt đầu từ đầu đi. Chúng ta cùng đến với những chiếc mũ mà mình đã mua gần đây. Mình nghĩ mình là con cháu của hai là vì mình mua quá nhiều mũ. Như mọi người đã biết, mùa đông đến đúng không, thì chất liệu mình sẽ thường thích sử dụng những cái sản phẩm như lông, vải, len, rồi là những cái chất liệu mà nó tạo cho người nhìn một cái cảm giác rất là ấm áp ấy. Mình đã mua hai chiếc mũ này từ Lazada. Mình đã cho lên video một chiếc mũ này rồi, và còn một chiếc mũ màu nâu nữa thì mình sẽ mix với những cái món đồ mà nó màu nút nhiều hơn. Hai cái sản phẩm này mình mua hình như chỉ có 90 mấy nghìn, em mới hơn 100 nghìn thôi, mà lông rất là mềm mịn ấy, và nói chung là mình rất thích cái sản phẩm này. Nhìn chất liệu thôi là đã thấy ấm áp rồi ấy mọi người, mà nó còn rẻ nữa, thế nên là mình cũng đã mua một lúc hai chiếc. Cái chất liệu đó thì mình có hai chiếc mũ khác họa tiết, một cái màu đen cũng chất liệu lông như thế, và cái viền hình cái viền này là một cái viền thì con ngựa vằn. Chiếc mũ này có thể đội hai mặt nha mọi người. Mặt bên trong thì nó là vải bình thường và có cái viền này, mọi người có thể bật đấy, nó lên như thế này để đội nữa. Mũ này thì nó có rất nhiều kiểu dáng để đội, và mình mua năm ngoái cơ. Nếu mà một bộ quần áo mà có mũ thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều, tùy vào từng cái style, từng phong cách, từng dáng đầu. Ví dụ như mình là đầu nhỏ hơn người, nhưng nếu mà bạn nào giống như bạn thân của mình chẳng hạn, ví dụ như đầu rất to thì hai đứa bạn thân của mình đầu đều to mọi người ạ. Vậy thì cái việc mọi người chọn mũ sẽ khó hơn rất nhiều. Những cái vấn đề ảnh hưởng đến việc chọn một cái mũ đẹp ấy, đấy là tỷ lệ trán này, mũi mặt này, khuôn mặt này, đấy, rồi là phong cách. Tùy vào mọi người, tùy vào phong cách, tùy vào dáng khuôn mặt mà mọi người có thể lựa chọn được một chiếc mũ để phù hợp với cái outfit mùa đông. Ví dụ như nữ tính, đây là chiếc mũ nồi. Mình là một con sâu nghiện mũ nồi, bởi vì mình có rất nhiều mũ nồi, đủ các màu, đủ các kiểu dáng, đủ các phong cách từ luôn. Năm ngoái là mình đội nhiều nhất là cái mũ nồi có chữ M đấy, vẫn còn mũ đấy. Và bây giờ mình đổi sang một dáng mũ nồi nó hơi old fashion hơn, kiểu phong cách nó hơi Pháp ấy mọi người. Mình đã không biết miêu tả như thế nào để cho mọi người hiểu. Cái mũ nồi kia ấy thì cái dáng của nó hiện đại hơn, nhưng mà cái mũ nồi này thì mọi người phân biệt ở phần viền này thì sẽ biết được là cái phong cách của nó là hơi kiểu classic, giống như mấy làng Pháp thơ thơ nha mọi người. Thì mình đã mua một màu này với cả một màu đỏ. Rất hay luôn, comment mọi người mua những cái chiếc mũ như thế này. Nếu mà mọi người mặc với cả những chiếc váy len, tất nhiên là phải cùng màu nha mọi người. Nó làm cho cái bộ outfit của mọi người nó có điểm nhấn hơn đối với người nhìn ý. Mình còn có một cái chiếc mũ hình da beo, nhìn là trong mọi người đoán rất là Mai âm nhạc đúng không? Mai ơi, Mai à, em có thích không thì chị sẽ gửi tặng em chiếc mũ này. Chiếc mũ này là mình mua từ năm ngoái rồi, nhưng mà mình rất thích bởi vì bây giờ mua lại khó mà có được cái màu như thế này. Nó toàn màu đậm hơn với màu nhạt hơn thôi thì nó không đẹp, mà cái màu trung tính như thế này nó đẹp nhất luôn ấy mọi người. Và form mũ rất là đẹp nha, form mũ kiểu đội lên rất là sang chảnh nhá. Da beo này, mai âm nhạc này. Năm ngoái thì mình rất là đam mê da beo, nhưng mà năm nay thì mình đỡ hơn rồi. Năm nay mình thích những cái họa tiết khác. Mũ này thì mình vẫn thích, mình vẫn đội trong một cái outfit, trong một cái video gần đây thì mọi người có thể xem. Thì đây là một chiếc mũ mọi người có thể đội với mọi outfit luôn, đi mọi người mặc những cái chất liệu ví dụ như da cũng được này, khoác blazer được này, áo dạ thì nó không hợp lắm, nhưng mà nói chung là măng tô các thứ đều đẹp, kể cả mọi người mặc đồ jean nó cũng vẫn sẽ đẹp đó. Một chiếc mũ rất là tiện đúng không, vẫn là chiếc mũ nha mọi người, chưa hết phần đầu đâu. Đây là một chiếc mũ dáng ngày xưa ấy, mình nhớ là hồi lớp 6, lớp 7 là mình hay có những cái chiếc mũ như thế này, mà hồi đấy hot lắm luôn mọi người. Thì bây giờ đúng thời trang xoay vòng luôn, có nhãn hiệu là MLB. Tuy nhiên đây không phải là mũ Âu, đây chỉ là một cái, chắc là một cái kiểu Trung Quốc xuất khẩu thôi. Nó là nhung, gọi là nhung gì, nhung tâm, mình không nhớ lắm, nhưng mà còn sẽ có cái phần LA ở bên này. Mình cũng đội cái mũ này ở trong một cái video ho trước rồi, và mọi người biết sao không, mũ này đội rất ấm luôn, rất ấm, bởi vì nó nói chung ta, mình khá là hay bị đau đầu, mình không chịu được lạnh, nên là mình hay phải làm cách nào để bịt cái phần tai lại mỗi khi mùa lạnh đến ấy, bởi vì mình rất hay ù tai rồi đau đầu, mình bị xoang nữa. Cuộc đời, ôi cuộc đời. Mũ này còn có màu đen nữa mà giá rất rẻ. Vì sao mình thích chiếc mũ này? Mình thích cái shop bán của cái mũ này hơn ý. Tất cả những cái sản phẩm của shop ý thì đều là những cái sản phẩm Trung Quốc xuất khẩu,
và mình cảm thấy là nó xứng đáng với giá tiền ấy. Tất nhiên là giá tiền nó sẽ hơi cao một chút so với mặt bằng chung, phải tầm 200 đến 300. Tuy nhiên tất cả những cái sản phẩm đều được bọc giấy này, đều được ở trong túi bọc xịn sò luôn đi, từ Tang Mark, mọi người nhìn đi. Mình đã recommend cái shop này rất là nhiều lần rồi. Các bác nếu mà thích những cái sản phẩm nào của MLB này, MLB, thì mọi người có thể vào tham khảo ở shop này nhá. Nếu mà bác nào hay mặc theo kiểu vintage thì cũng nên mua chiếc mũ này. Không phải thiếu chiếc mũ len. Mũ len thì đợt này mình không mua quá nhiều, mình chỉ mua có hai chiếc mũ len thôi. Một là chiếc mũ len này, mũ len trắng này, và một là chiếc mũ hồng này. Hai cái mũ len này thì đều đã được mình cho lên trên video rồi. Và nói chung là vì sao mình thích hai cái mũ này, cái màu trắng thì rất dễ mix, và cái màu hồng này này thì nó sẽ làm điểm nhấn cho những cái bộ outfit ơn sắc của mình đó. Mà giá thành rất rẻ, chỉ tầm từ 90 sao ấy, mình không nhớ lắm. Tất cả những cái thông tin sản phẩm thì mình sẽ để ở phần mô tả, và mình sẽ để title giá các thứ ở đâu đấy, ở đây hoặc đây hoặc đây đấy. Mà mũ len là một cái sản phẩm nhất định phải có trong một cái bộ outfit nha mọi người. Khi mà mọi người mặc những cái set đồ đơn giản, kể cả mọi người mặc áo dạ, mọi người vẫn có thể đội mũ len nhá, miễn là mọi người mix làm sao cho màu nó hoặc là monochrome, hoặc là màu nó matching với nhau một chút, hoặc là cao hẳn kiểu điểm nhấn. À, nói chung là mình sẽ có một cái video chia sẻ với mọi người về cách mix đồ của mình. Thực ra ấy, mình không phải là một stylist, mình là một người xuất phát điểm từ makeup artist trong những cái lookbook, trong những cái buổi campaign của thời trang. Thế nên là tất nhiên là sau những cái buổi đi làm thì mình cũng học hỏi được rất nhiều từ các bạn stylist, từ các bạn director. Nói chung là rất là nhiều, mình học hỏi rất nhiều, mình là người hay quan sát mà. Và cộng với một cái điều nữa, đấy chính là ngày xưa mình được học mỹ thuật. Thế nên là cái việc sử dụng chất liệu này, rồi là mix màu sắc này, rồi là tạo hình tạo khối các thứ, nhưng mình cũng khá là ok đấy mọi người. Mình nắm bắt về thời trang so với những người ngoài ngành á, là mình tự cảm thấy bản thân mình có thể nắm bắt được những cái trend. Ngày xưa mình nhớ là mỗi lần mình ăn mặc đẹp là mẹ mình mắng mình kinh khủng, học hành không lo học, xong suốt ngày mà ăn mặc đẹp, còn quần áo áo các thứ. Bây giờ thì ui con ơi, mẹ mới mua cho con một cái này, rồi là mẹ mới mua cho con một cái áo khoác này, mẹ mới mua cho con cái này. Thì thả mẹ mình lại kiểu ôi con ơi, mẹ thích một chiếc áo chất vải kêu sột soạt mà phải có lông này, rồi là phải dài và sai như thế này. Còn mẹ mình rất là một người rất là khó tính trong thời trang luôn, rất khó tính. Thế nên là xưa chắc là mình cũng đã bị nhiễm mẹ cái phần khó tính trong cái việc thời trang ấy. Okay. Một chiếc mũ mình cũng rất thích trong đợt mùa đông lần này, hai cái ho gần đây thì mình đều cho lên, đấy chính là những cái chiếc mũ hip hop ngày xưa. Mình không biết gọi đây là mũ gì, trời ơi, mình chỉ nhớ ấy, ngày xưa anh trai mình hơn mình 10 tuổi mọi người, thì anh trai mình ngày xưa là kiểu hot boy lắm luôn, khu chỗ nhà mình là anh trai mình kiểu ôi đẹp trai. Bạn nào biết cái bộ phim Bản tình ca mùa đông ấy đấy, anh trai mình rất giống cái nhân vật đấy trong ngày xưa thư tình của các chị anh nhiều vô kể luôn. Thì anh trai mình ngày xưa đã hay mặc mấy cái vest màu trắng nhé, giống ông Hoàng Phúc ấy mọi người, xong rồi đội những cái mũ như này đấy. Thì bây giờ mình lại đội này, cách đây vài năm nó không trend đúng không, nhưng mà bây giờ thì lại rất trend luôn, thì mọi người hãy mua nhá. Mình có hẳn 3 chiếc cơ, một cái màu đen, một cái màu nút và một cái màu nút nhưng mà bằng len đấy. Đây là một chiếc mũ len, chiếc mũ len này nó cũng có xuất hiện trong haul của mình rồi. Thì cái dáng mũ len này á, nó là cái dáng mũ len che mắt, mình gọi như thế tại vì khi mà đội lên thì mọi người sẽ không thể nào mà nhìn thẳng được, nhìn ngang được, mà nó sẽ che toàn bộ mắt này, nhìn trông rất là kiểu bí ẩn ngầu ngầu. Chung là nhìn cái mũ len này rất là sang chảnh, mình nghĩ là mọi người nên mua chiếc mũ len này. Nếu mà mọi người hay mặc những cái bộ đồ hơi tiểu thư ấy, nữ tính, thì mặc lên rất đẹp luôn, rất đẹp chứ không phải là đẹp đâu. Bây giờ hay là những chiếc áo dạ màu trắng ấy, khi mà đội cái này rồi là đi với quần jean, rồi đi với cả giày búp bê bình thường thôi là nó đã một tầm cao rất là mới rồi, vì cái chất liệu của nó nhìn không hề rẻ tiền. Vâng thưa các bạn, đây là một chất liệu nhìn không hề rẻ tiền nha, mà cái form của nó cũng không hề rẻ tiền nha các bạn, chỉ là giá nó rẻ thôi. Và đây là một chiếc mũ da mình cũng được tặng, mình được tặng sinh nhật, Minh Ngọc tặng mình. Rất cảm ơn Minh Ngọc, là của brand Ando nha mọi người. Cái này thì không có link, nhưng mà mình sẽ cố gắng mình tìm một cái sản phẩm tương tự cho mọi người. Thì bạn nào hay đi bút bằng da ấy, và hay mặc kiểu đen ngầu ngầu ấy, thì nên mua mũ này, giống như kiểu bá vương học đường luôn ấy mọi người. Tiếp theo chúng ta sẽ đến phần mắt. Mắt thì gần đây mình cũng không có quá nhiều kính, mình cũng có một vài cái kính thôi, kính cận thì không nói nhá. Kính này là một cái kiểu kính hot từ đúng cũ cái thời anh trai mình, tức là thời những năm 2000, Britney Spears, Paris Hilton. Nó rất là kiểu trông giàu có này, trông kiểu bitchy, trông nó kiểu một cô nàng badass kiểu đấy. Đấy, còn có một màu xanh nữa, nhưng mà mình lấy cái màu tím 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 này cho nó dễ mix. Đây là một chiếc kính mình mua có 6-7 nghìn thôi. Cái mắt kính của nó cũng không thực sự quá tốt đâu, thế nên là mọi người chỉ để chụp ảnh thôi nhé.
chỉ để chụp ảnh thôi. Những năm 2000 là trong video trước mình đã chia sẻ với mọi người rồi, vẫn là những chiếc kính yêu thích của mình. Nên mọi người hay mặc sporty hay mặc cool ngầu thì nên có cái kính này nhé. Trung kính là một cái sản phẩm mình nghĩ là ấy, nếu mà bạn nào không biết diễn khi mà chụp ảnh ấy, không biết làm sao để trở thành một cô nàng kiểu ngầu thì phải có kính nha mọi người. Kể cả khi mình cận nhá thì mình cũng vẫn thích đeo kính râm. Thôi, trong sáng lên nào. Tiếp theo chúng ta cùng đến với khăn. Khăn đợt này thì mình chỉ thích cái khăn này thôi, mình chưa mua thêm cái khăn nào cả. Nếu như là bạn nào đang có chiếc khăn nào xinh xinh thì nhớ comment cho mình nhá. Thì cái này thì mình cũng cho lên trên video rồi ấy, kiểu khăn len bình thường nhưng mà nó hơi ngắn. Mình ấy thích quàng cái kiểu này cho nó gọn nhá mọi người. Ok, tiếp theo là những chiếc túi đi. Chiếc túi gần đây mình có không quá nhiều. Đầu tiên sẽ là một chiếc túi không đựng để làm túi, để trang trí thôi. Cái này mình được một bạn tặng này. Thì cái túi này có kiểu đeo vào cổ thì mình sẽ thích đeo kiểu đeo vào cổ hơn. Nó không đựng được gì quá nhiều đâu mọi người. Nhưng mà cái chất liệu của nó là da lộn ấy. Da lộn nó cũng mang lại một cái cảm giác rất là ấm áp và một cái cảm giác an toàn vào mùa đông. Tiếp theo là một chiếc túi bằng bông 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 này, rất là ấm áp, một cô nàng ấm áp ấy. Đấy, của local brand mà trong hai video trước mình cũng đã nói luôn rồi đấy. Phải có nha mọi người. Hãy mua một chiếc túi mà nó mang một cái chất liệu mùa đông. Nếu là mua basic màu thôi, nếu mà mọi người không có quá nhiều quần áo màu sắc để mix. Và một chiếc túi màu vàng. Ôi trời ơi, sở sướng dã man luôn đi các bác ơi. Đeo bình thường thôi, không có gì đặc biệt nhưng mà cái màu của nó rất đẹp. Màu này gọi là màu vàng thư nha mọi người. Cái màu vàng nghệ, màu vàng thư đấy. Nó là một màu sắc nổi và tuy nhiên không phải là nổi chóe lên giống kiểu màu neon. Mà nó nổi bật là bởi vì màu nó khác hẳn so với những màu khác nha, mọi người thấy đấy. Đấy. Mọi người bằng tất cả màu trắng hay tất cả màu đen thì mọi người xách cho mình chiếc túi này cũng rất xinh này. Và túi này rất là rẻ nha các bác ơi. Thì không biết cái này có nói thừa không nhưng mà một chiếc áo cộc tay cổ lọ thì sao? Bởi vì mọi người sẽ mặc blazer nhiều này, mọi người sẽ mặc áo khoác nhiều. Không biết là mọi người có giống tôi ghét nhất cái cảm giác mà kiểu cái áo bên tay trong nó bị cớn lên mỗi lần mà mặc áo blazer hay mặc áo khoác ngoài. Ôi, đấy là một cái cảm giác tôi ghét đúng từ nhỏ luôn. Tôi sẽ khóc, tôi gào ầm lên mỗi lần kiểu mẹ tôi mặc cho tôi một cái áo kiểu giấy là giấy xong áo len nó bị cớn lên ý. Khó chịu kinh khủng. Rất khó chịu. Không một cái từ nào miêu tả được, sau này lớn lên thì mới đỡ. Thì vì thế tôi đã mua một chiếc áo cổ lọ nhưng mà cộc tay xách nách để tôi có thể mặc thoải mái những cái áo khoác bên ngoài mà không lo về việc bị cớn cái áo ấy lên. Cớn, tôi mình cứ cớn, đúng không mọi người? Cớn. Tiếng Việt thật là thâm sâu. Không thể thiếu được những đôi tất màu sắc. Hãy mua những đôi tất màu sắc để mix. Bởi vì mình biết là mọi người thường thích mặc màu trắng, màu đen, màu nude. Thế thì tại sao không nhấn màu sắc vào những cái phụ kiện này? Tại sao? Hãy nhấn đi. Thì mọi người thấy là mình sẽ có rất nhiều tất màu sắc, các loại màu luôn, các loại hình hài luôn, chất liệu luôn. Mình thích tất. Thì đây mình có một đôi màu xanh. Sắp tới màu xanh này rất là hot nha mọi người ơi. Rất rất hot nha. Chuẩn bị mua sẵn đi nha. Quần áo giày dép gì có màu xanh này lấy hết nha. Lấy hết hốt hết nha. Ngoài những cái đôi tất cao ra thì mình còn có một đôi tất gen có cái phần bên trên này nữa để mình đi bốt. Tạo một cái cảm giác nó lơ li một chút cho những cái bộ outfit của mình. Trang trẻ case mà mình thích gần đây mới mua xong. Một cái case nhìn rất là giàu. Màu bạc, nhiều vàng nhiều bạc và thì giàu. Cái này rẻ lắm, có 60k này. Rồi cái này, nếu mà mọi người biết cái gương quần tà vằn này nó hot thì yeah, đúng rồi. Ngoài ra thì mình mua đúng cái màu mà sẽ hot vào mùa đông này nữa. Tất nhiên là đáng nhẽ ra còn giày dép với bút, nhưng mà mình nghĩ là mình sẽ làm một cái video về bút riêng, về tất cả những cái sản phẩm giày dép riêng của mùa đông. Và còn một điều nữa mình muốn chia sẻ với mọi người. Đường hình rồi, bây giờ phải là đường ngửi nhá. Đừng nói về một loại nước hoa mà mình thích thôi. Một loại mà mình dùng từ năm ngoái đến năm nay vào mùa đông. Sẽ có một cái video về tất cả những cái loại nước hoa mình yêu thích trong đợt sau. Maybe là tuần sau, một ngày, hai ngày thì mình mới có thể viết một cái cảm nhận về nước hoa. Mình không thể là xịt 5 mùi xong mình ngồi mình nhận luôn được. Mình muốn những cái video về mùi của mình có thể miêu tả làm sao cho mọi người cảm thấy được luôn điều đấy. Đấy, đấy mới khó đúng không? Thế nên mỗi ngày mình sẽ làm một mùi. Và để cảm nhận được cái mùi đấy thì mình sẽ cần thời gian. Cái mùi nước hoa mà mình muốn chia sẻ với mọi người hôm nay đó chính là Tom Ford Black Archie. Mình đọc cũng được còn đúng không? Mình thử không giỏi tiếng Anh ấy. Thì cái lọ mình đang dùng là lọ trơn, lọ bóng á, lọ 100ml. Thì mình dùng từ năm ngoái rồi. Cái nước hoa này thì nó có nhóm thuộc nhóm hương hoa cỏ nha mọi người. Đấy là hương hoa phong lan đen. Thực ra mình nói thật là mình chưa được ngửi cái mùi hoa phong lan đen bao giờ. Tuy nhiên nghe đã rất là bí ẩn rồi đúng không mọi người? Bí ẩn là nhiều tiền. Vì sao mình những người chơi phong lan chỉ có những người rất giàu thôi. Những cây phong lan nó đến vài trăm vài tỷ thì chỉ có thể là những người rất giàu thôi. Độ tỏa hương của dòng này rất là rộng. Mình thấy là hơn một cánh tay. Để mà so sánh những cái dòng nước hoa của Tom Ford với cả những cái dòng khác thì
những dòng khác không bao giờ có thể đấu chọi lại được với Tom Ford. Hoặc là có thể là mình quá là thích những cái dòng nước hoa của Tom Ford ấy, thế nên là mình luôn cảm thấy mức độ tỏa hương lẫn cái mức độ lưu hương nó rất là khủng. Mình được xịt thử một lần, xong sau đó mình mang áo về và mình bỏ vào máy giặt. Hai ngày sau mình mới giặt quần áo thì nó vẫn nguyên một cái mùi đấy luôn ấy mọi người, không có một cái gì xi nhê luôn. Và lúc đấy là mình quyết định mình phải mua cái lọ này luôn. Và cái lọ này thì sẽ chỉ hợp với mùa vào buổi đêm này, đêm hơi lạnh và thu đông thôi. Hương đầu của cái sản phẩm này là hương hoa nhài Pháp này, nấm đen này, nho đen này, cam quýt. Và hương giữa thì sẽ là sen này, phong lan này, cỏ vetiver này, vani này, nhựa hổ phách. Và hương cuối sẽ là hương hoắc hương này, đàn hương này, sô-cô-la đen, hổ phách, cỏ vetiver, mùi vani và mùi nhựa. Như mọi người nghe mình nói về cái thành phần chắc bây giờ mọi người chưa tưởng tượng được đâu. Vẫn như những cái video review nước hoa trước thì mình sẽ để một vài cái hình ảnh ở bên này cho mọi người để mọi người có thể tưởng tượng được cái cảm giác, cái cảm nhận của mình như thế nào khi mà mình dùng nhé. Hương đầu tiên ý, mọi người sẽ thấy luôn rất rất rõ ràng, sẽ làm cơ thể của mọi người nóng bừng lên. Nóng bừng ngay lập tức, nó rất là ấm. Mùi cam quýt rất là ít chứ không có nhiều đâu. Khi cái lớp đầu tiên ý, nó hơi nặng ý, nó bay đi thì nó sẽ lộ một cái mùi hổ phách này, mùi nó nhẹ nhàng hơn một chút, tức là nó dịu hơn, nó dịu hẳn đi. Và cuối cùng thì mọi người sẽ thấy được mùi đàn hương này, mùi hoắc hương, mùi sô-cô-la đen. Ngửi một phát không thể lẫn đi đâu được. Nếu mà bạn ngửi được một lần và biết đấy chính là cái Black Orchid ấy thì chắc chắn ngửi một lần nữa, ở một đâu đấy, ở một thời điểm nào đấy, ở một không gian nào đấy, bạn sẽ biết ngay đó chính là Tom Ford. Nó đặc biệt đến nỗi mà kiểu không thể nào quên được cái mùi này luôn ấy. Đầu tiên ấy là nó cá tính này, có một đôi chút gợi cảm này, hơi menswear này, không quá nữ tính nhưng vẫn rất là hấp dẫn. Nó mang một cái phong thái là một người phụ nữ quyền lực, vẫn rất là nồng nàn nha mọi người, rất là nồng nàn, không hề có là kiểu khô khan quá đâu. Sẽ rất phù hợp với những bạn nào mà đi tiệc buổi tối này, bởi vì buổi tối nó rất là cuốn hút, nó sẽ gây được thương nhớ đối với người xung quanh. Nó sang trọng, rất giàu, thực ra thì nó cũng đắt thật, rất đắt. Nhưng mà mình chắc chắn là khi xịt vào một phát là như kiểu là có vài cái nhà phố cổ luôn. Cái mùi này thì mình luôn luôn cảm thấy là nó có một đôi chút classic, tức là một người phụ nữ gợi cảm nhưng mà không phải là kiểu quá là sexy, ăn mặc sexy hở hang ấy. Mùi cuối thì nó rất là nhẹ nhé, nó cứ kiểu như một bản nhạc du dương, chứ không phải là kiểu nó sộc vào mũi như cái mùi đầu tiên. Mình sẽ chỉ review ngắn nước hoa thế thôi. Rất cảm ơn mọi người đã xem hết video này và mong là sau video này thì mọi người có thể lựa chọn cho mình một vài món phụ kiện có một cái thần thái khác biệt hơn mỗi khi ra đường, nhất là vào cái mùa thu đông này. Từ nãy giờ tôi mặc áo nó lòi cái này ra ấy mọi người. Bye bye mọi người, hẹn gặp trong video sau nha. Love you.